Bạn thân mến, bạn có biết trên đời này mọi thứ đều có hạn sử dụng. Cả tình yêu cũng thế, đặc biệt là tình cũ. Bạn hãy tưởng tượng đến những lần bạn dọn nhà, cả một kho đồ cũ. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Tiếc rẻ cất đi vì biết đâu đến lúc nào đó sẽ cần đến. Nhưng mà thật ra ta sẽ chẳng bao giờ dùng đến những món đồ ấy một lần nữa. Lại một năm trôi đi và chúng bám đầy bụi, giữ lại những đồ vật kỷ niệm về người cũ. Chúng ta nào có được gì ngoài cảm giác thổn thức, nhớ nhung. Những ký ức về họ cũng như những món đồ cũ mà lâu lâu không dọn dẹp, chúng chỉ làm chật não của mình thôi. Và trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết của bạn Dung Nhi. Các cô gái như chúng ta, vẻ bề ngoài thì trông rất mạnh mẽ, có khi hầm hố, có khi bất cần đời. Nhưng yêu vào rồi thì mới thấy bản thân mình quá ư nhỏ bé và yếu đuối. Chúng ta sống trong tình yêu, cảm thấy mình như dòng nước, có thể tan chảy bất kỳ lúc nào. Vì người đàn ông ấy, chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu điều khổ cực, cay đắng, nhưng vẫn thật tâm yêu, không muốn xa rời. Chúng ta luôn nắm giữ tình yêu như điều cuối cùng khiến ta hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống này. Thế nhưng sự an toàn ấy rồi cũng có hạn sử dụng. Người đi, tình hết, chỉ còn thấy bản thân trống huơ trống hoắc, lạc lõng vô cùng. Mối tình dại khờ, chúng ta có lúc điên cuồng để tìm vết tích của người ấy. Dù cho Facebook hắn ta chẳng bao giờ cập nhật gì cả. Tìm từ bạn bè, từ người thân, từ mọi thứ để có thể thấy bóng dáng ấy. Chỉ thế thôi mới an lòng. Hoặc chẳng có lúc lòng lại tĩnh lặng, nghĩ mình nhất quyết phải từ bỏ. Thế rồi có làm được đâu. Vài ngày, vài tháng trôi qua, cảm giác điên cuồng ấy lại lặp đi lặp lại lần nữa. Liệu có đáng không? Chúng ta luôn nghĩ mình là người có lỗi, vì mình chưa đủ tốt, chưa đủ nhiệt thành, chưa đủ dịu dàng để giữ người ta lại. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ người đó thật sự chưa một lần muốn níu kéo và bảo vệ ta thêm không? Tình yêu không có lựa chọn, và cũng nên đừng hối hận khi đã hết duyên phận. Cho dù ở cùng một thành phố cũng sẽ không gặp được nhau. Cô gái à, tình yêu này đã lấy của em nhiều nước mắt rồi, giờ thì hãy giữ lại những hồi ức đẹp đẽ, trong trẻo nhất. Rồi ai cũng phải sống vì mình, chứ không phải sống vì kỷ niệm. Kỷ niệm không khiến em ăn no, mặc xinh, thở bình thường được. Trân trọng người trân trọng em, từ bỏ người đã từ bỏ em. Quan tâm người quan tâm em, tốt với người đã tốt với em. Đời người ngắn lắm, đừng vì một tình cảm đã cũ mà bỏ qua những điều mới mẻ. Đừng lãng phí tâm can vì một người không đáng. Nếu họ yêu em điên cuồng thì sẽ không bao giờ họ để em ra đi, mặc dù em có tồi tệ đến thế nào. Em có tin điều này không? Thế nhưng bây giờ em đang rất tốt, rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng họ vẫn ra đi. Thì tình yêu này vỡ vụn không phải là do lỗi của em nữa. Hãy luôn tự nhắc bản thân mình điều đó. Thứ xứng đáng nhất với em, đó chính là sống thật vui, thật thoải mái, chứ không phải mặt lúc nào cũng ủ ê, buồn bã, đau đớn nhớ một người không thương mình. Mãi khi nào trái tim lên tiếng nhắc về họ, thì lý trí hãy thẳng thừng tát cho nó một phát. Ngủ ngốc một vài lần, thế là đã đủ rồi. Chúng ta nên nhớ, một người không chọn ta trong đời của họ, không phải vì ta không tốt, vì ta không xinh, vì ta không đủ chân thành, mà có những chuyện không phải bản thân muốn là được. Cố gắng là sẽ thành công. Thế nên nếu ai đó ra khỏi cuộc đời ta, thì hãy cho họ ra hẳn đi. Đừng suy nghĩ mãi về một người trong khi họ chẳng suy nghĩ về ta, dù chỉ một giây. Dại khờ thế đủ rồi, trưởng thành thôi. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn.
Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube của Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.